Hello, xin chào 500 anh chị em của thế giới anime. Tôi xin hỏi các bạn, bạn sẽ làm gì khi biết đứa bạn thân vẫn hay chơi với mình lại chính là idol mà mình cực kỳ hâm mộ trên mạng? Tôi thì chưa trải qua cái cảm giác đó, nên hãy xem Lico xử lý như thế nào khi biết đó chính là Grimin nhé. Và trong tập hôm nay, Roy cũng sẽ có một buổi huấn luyện đặc biệt cầu sở hữu hai Pokemon là Hogeta và Kaiden. Tuy nhiên, hai Pokemon này lại không hòa thuận một tí nào, ngày nào cũng cãi nhau chí chóe. Khi chiến đấu cũng không biết hợp tác luôn, ngược lại còn bóp nhau nữa. Để giải quyết vấn đề giữa các Pokemon trong team là một trainer, Roy bắt buộc phải làm một cái gì đó. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với thế giới anime. Tôi là Kirito. Hôm nay chúng ta sẽ đến với video Pokemon Horizon 17, Kaiden và Hogeta huấn luyện bí mật nhé. Cuối tập trước, Đốt đã nói cho Lico mình chính là Grimin. Nghe Đốt nói xong, Lico đã cực kỳ sốc. Biết được sự thật này, làm sao Lico bình tĩnh cho được? Sáng hôm sau, Lico cứ đi lại ngoài cửa phòng của Đốt, còn tìm cô muốn qua cửa gọi Đốt ra ngoài tâm sự, còn lý trí lại nói không, ngại quá. Roy đột nhiên chạy đến hỏi Lico có thấy Kaiden và Hogeta đâu không. Lico tất nhiên là không biết. Bên ngoài phi thuyền, Kaiden đang đứng hóng gió, Hogeta đứng ngay bên cạnh nó há cái miệng mà hát. Thấy Hogeta qua trước mắt, Kaiden lùi lại phía sau, Hogeta cũng lùi bước theo nó. Kaiden lúc này cay, không có lẽ mổ cho vài nhát. Tuy nhiên, khi Roy xuất hiện, nó lại chạy đến ngoan ngoan trước mặt Roy, nhưng ánh mắt nó nhìn về phía Hogeta vẫn rất bất thiện. Lico phát hiện Kaiden đang rất khó chịu. Đúng vậy, Kaiden lúc này ức chế lắm rồi. Nó chạy lên mổ thẳng vào đầu của Hogeta. Roy thấy vậy thì chạy lên ngăn cản cả hai. Một ngày đẹp trời như thế này, đánh nhau làm gì hai bạn ơi, cùng nhau tắm nắng thôi. Hogeta đồng ý với Roy, nó hát lên trong vui vẻ. Kaiden với ánh mắt căm thù, nó ngửa mặt lên trời hét lớn. Tiếng hét của Kaiden như sóng siêu âm vậy, làm tất cả mọi người cực khó chịu. Lico sợ quá phải bỏ chạy vào trong. Một lúc sau, Lico và mọi người mang đồ ăn đến cho đám Pokemon. Hai Pokemon sẽ ăn chung một tô thức ăn, không biết phân chia kiểu gì mà Kaiden và Hogeta lại cùng chung một tô. Ăn thì ngon đấy, nhưng Kaiden hoàn toàn không thích ngồi ăn một chỗ với Hogeta. Thấy Kaiden đứng một mình, Hogeta mang tô thức ăn đến cho nó để cả hai cùng ăn. Nhưng Kaiden lại tỏ ra cực kỳ khó chịu, nó lại nhảy lên đầu mổ cho Hogeta một tràng. Ngay cả Roy chạy đến ngăn cản cũng không xong, Kaiden mổ Hogeta từ nhà đến trường luôn. Nó nhịn con cá sấu này lâu lắm rồi. Nhìn thấy nhóm Roy quá năng động, chị Oreo hỏi Lico nghĩ sao về Pokemon mới. Lico hoàn toàn chưa nghĩ đến vấn đề này. Một Pokemon khác ngoài nhau ha sao, nhưng nếu đã trở thành một trainer thì chuyện đó là điều phải xảy ra. Ở một nơi nào đó trên phi thuyền, Roy đang cố gắng giảng hòa hai Pokemon của mình. Nhưng hai mon này giận CM nó rồi, chúng không thèm quan tâm đến đối phương. Không hiểu vì lý do gì, Kaiden không muốn kết thân với Hogeta. Còn Hogeta giờ giận lấy Kaiden vì nó chả làm gì sai hết, lại còn bị mổ nữa. Nghe coi có tức không. Không có cách nào khác, Roy chỉ biết ngồi giữa hát. Thấy Roy hát hăng say, Hogeta cũng ngồi xuống hát cùng. Kaiden thấy vậy thì nhìn về phía Roy và Hogeta như nhìn hai đứa thiểu năng. Nó tức lên rồi lại hét một tiếng cực vang lên trời, làm cho tất cả mọi người tiếp tục cảm thấy rất khó chịu. Đột nhiên, họ nghe thấy cái gì đó. Trên Wing Deck, Lizardon và Cap đang huấn luyện với nhau. Cả hai chiến đấu vô cùng hăng say. Thấy Lizardon sử dụng đòn phun lửa, Hogeta cực kỳ hâm mộ. Một ngày nào đó, nó cũng sẽ sử dụng được đòn phun lửa uy lực như vậy. Kaiden cũng đang quan sát trận đấu, thấy Cap sử dụng cú đấm sấm sét. Kaiden như ngộ ra cái gì đó, hình như mình cũng là mon hệ điện, nhưng không sử dụng được chiêu thức hệ điện thì phải. Tù quá. Khi Lizardon và Cap đang PK hăng say, anh Fiedo ra hiệu cho cả hai dừng tay. Roy thắc mắc nên hỏi tại sao Lizardon và Cap lại như vậy. Fiedo cười đáp, bọn tao chỉ vận động để giải tí stress trong chuyến hành trình thôi mà. Nếu cùng nhau đổ mồ hôi thì mối liên kết cũng sẽ trở nên sâu đậm hơn. Roy nghe xong như ngồi đảo, cậu đưa ra quyết định sẽ cùng Kaiden và Hogeta tập luyện. Thế là cả hai gạ Cap ra hội đồng 2-1. Khi trận đấu bắt đầu, tưởng như chúng sẽ lao vào hội đồng thì Kaiden lại dùng cái ánh mắt ngu si để nhìn về phía Cap. Bị nhìn chằm chằm, Cap cũng trộn ra. Đột nhiên, Kaiden xòe cánh ra khiêu khích Cap. Cũng chiến đấy, vậy thì chiến thôi. Roy cho Hogeta tấn công với hoa lửa, Cap dễ dàng né đòn. Kaiden tấn công tiếp với tiếng ồn, Cap dính đòn, nhưng nó nhanh chóng nhảy qua né khỏi đòn tấn công. Cánh của Kaiden tích điện, nó lao đến tấn công Cap, nhưng Cap cũng dễ dàng né qua một bên. Thấy chiêu thức mới, Roy hỏi Rotomphone thì biết đó là chiêu thức mới chớp điện. Mà anh Cap có ability là cột thu lôi mà, sợ quái gì chớp điện trời. Kaiden học được chiêu thức mới, Roy cho hai Pokemon cùng giáp công. Kaiden sử dụng chớp điện, Hogeta sử dụng tấn công trực diện, nhưng Cap vẫn dễ dàng nhảy lên né đòn. Sau một hồi tả xung hữu đột, Kaiden và Hogeta đã bao vây Cap ở giữa. Cả hai cùng lao lên tấn công, nhưng xin lỗi các chú, chúng ta không cùng một đẳng cấp.
Cáp nhảy mép lên cười, nó dễ dàng nhảy lên cao né đòn. Hai Pokemon kia vì tấn công từ hai phía nên khi Cáp nhảy lên, tất nhiên là chúng tự lao đầu vào nhau. Từ làm bậy thì không thể sống, cả hai lăn đùng ra mất khả năng chiến đấu. Một trận đấu mà Cáp không thèm ra bất kỳ một chiêu thức nào, nó cứ phải gọi là ao trình. Nhận lấy thất bại, cài đèn đã cay Hogeta từ trước rồi. Giờ nó còn cay hơn, nó đứng dậy lao đến húc Hogeta một phát cho bõ tức. Hogeta cũng không chịu thua, nó cũng húc một phát. Thế là hai Pokemon lao vào PK với nhau, đến ạ với hai thằng chẩu. Rồi bất đắc dĩ, cậu chạy đến một lần nữa ngăn cản hai mon chẩu. Đang xem trò vui, Fiedo nhận được cuộc gọi của Đốt. Phía trước 2 km có một khối khí nhiễu loạn, phạm vi của nó rất rộng nên phi thuyền có thể sẽ không né được. Đốt liên lạc để Fiedo đưa ra kế sách chuẩn bị. Fiedo thông báo cho mọi người, anh cùng Cáp chạy về phía phòng chỉ huy. Chú mơ đâu cũng kêu cả nhóm đi vào bên trong, bên ngoài sẽ rất nguy hiểm. Mọi người chia nhau ra hành động. Chị Molie và Lico sẽ đi trấn an các Pokemon. Chị Oreo và Lizardon xuống phòng nguyên liệu để tăng tốc độ cho phi thuyền. Trong khi đó, Roy và hai mon chở vẫn đang ngoài Wing Deck. Hai Pokemon này tuy đã chiến đấu với nhau nhưng chúng vẫn không thân với nhau được. Thấy gió rất mạnh, Roy kêu hai mon vào bên trong. Tuy nhiên, vì gió quá mạnh, cài đèn có cơ thể nhỏ con nên nó bị gió cuốn đi. Cài đèn cố gắng dồn điện vào đôi cánh, nó bay đến mạn phi thuyền rồi quặp mỏ vào lan can để không bị gió thổi bay. Roy thấy vậy thì Ronan đến, cậu ôm cài đen thành công, nhưng gió vẫn còn rất mạnh. Roy cố gắng lết thân theo lan can vào trong. Lico chạy ra thì thấy hoàn cảnh của Roy, nhưng trong hoàn cảnh này, cô cũng không giúp gì được. Một cành cây từ đâu bay đến chuẩn bị bay về phía họ. Cài đen thoát khỏi vòng tay của Roy, nó bay lên dồn toàn bộ điện năng trong cơ thể để phá nát cành cây đó. Phá xong cành cây, nó lại rơi xuống. Roy nhanh chóng ôm lấy nó. Sau một hồi cố gắng, Roy đã thành công đi vào bên trong. Cô mệt mỏi mà ngồi xuống. Roy nói với Lico, mày có nhìn thấy đòn chế biến của cái đen không? Với sức mạnh đó thì chắc là có thể đánh bại được cú đấm thâm xét của Cáp đấy. Một thanh niên chưa trải sự đời cho hay. Roy cũng thắc mắc, một đòn tấn công mạnh mẽ như vậy nhưng tại sao cái đen lại không sử dụng được trong trận đấu? Lico giải thích, cái đen sẽ tạo ra điện khi tiếp nhận gió vào cánh. Hồi nãy cậu ấy đã tiếp nhận luồng gió mạnh của nhiễu loạn không khí. Thì ra đây chính là ability của con cài đen này, đó là năng lượng gió. Roy tiếp tục ngồi đào, vậy thì chỉ cần đón gió mạnh trong khi chiến đấu thì có thể, nhưng làm cách nào để làm được chuyện đó? Lico nói, mày muốn cài đen và Hogeta thân thiết với nhau đúng không? Tao cảm thấy mục đích đó hình như bị thay đổi rồi thì phải. Roy như được tiêm bò húc, cậu quyết định sẽ hỏi Đốt phương pháp. Cậu nhanh chân chạy đến phòng của Đốt. Lico cũng đến đó, nhưng Lico cứ tỏ ra thất thỏm. Có lẽ Đốt đang bận làm cái gì đó như quay video chẳng hạn. Roy cũng thấy có cái gì đó sai sai. Lico bây giờ cứ sao sao ấy. Đốt mở cửa ra hỏi, chúng mày có chuyện gì? Sao cứ ồn ào trước cửa phòng của tao? Vào trong phòng, Roy kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Trong khi Roy đang miêu tả lại thì Lico cứ như gái mới về nhà chồng. Cô cảm thấy rất vui khi được vào phòng của idol Gurumin. Nghe Roy kể xong, Đốt bây giờ mới lên tiếng. Vốn dĩ, cài đen là Pokemon sẽ tạo ra điện khi tiếp nhận gió vào cánh. Nhưng mà cơ thể cậu nhóc này quá nhỏ, cậu ấy cũng không giỏi bay lượn đúng không? Chỉ chạy bộ thôi thì sẽ có giới hạn về mặt sức gió. Đốt cũng nêu ra ý tưởng của mình là nếu bay xuống từ một chỗ cao thì có thể nhận được luồng gió mạnh trong một khoảnh khắc. Nghe Đốt nói xong, Roy quyết định sẽ ra ngoài luyện tập thử. Ý tưởng này không tồi. Roy đưa ra kế hoạch của mình. Cậu gọi đây là chiêu thức kết hợp của cả ba. Không biết ý tưởng gì mà Hogeta tỏ ra rất khó chịu. Nó không chấp nhận cái kế hoạch này. Roy giải thích, nếu không kết hợp sức mạnh của mọi người thì không thể hoàn thành chiêu thức này được. Hogeta nghe xong cũng thấy hợp lý, nó quyết định sẽ thử một lần xem sao. Họ luyện tập từ sáng đến tận tối, cũng không thèm vào ăn bữa tối luôn. Thấy Roy hăng say luyện tập, Lico xung phong mang đồ ăn lên cho Roy. Bên ngoài Wing Deck, ba người nhóm Roy tập luyện quá mệt mỏi, cả ba nằm mệt trên thảm, nhìn thảm hết sức. Lico đi lên đưa bánh cho Roy. Roy thấy có đồ ăn thì nhanh chóng tỉnh dậy. Cậu ăn sandwich trong vui sướng, hai mon của Roy vẫn nằm bất tỉnh. Lico hỏi có ổn không, Roy đáp, sắp hoàn thành rồi, chỉ một chút nữa thôi. Lico cũng thắc mắc, đây là huấn luyện gì vậy? Roy cười khoái chí, đó là bí mật, mày cứ mong chờ vào ngày mai đi. Roy tập luyện cả một đêm, nhiệt huyết của tuổi trẻ là đây. Sáng hôm sau, cậu chạy đến thách đấu với Cap một lần nữa, đúng là nghé non không sợ hổ. Họ lại lên Wing Deck PK một lần nữa, lần này Roy rất quyết tâm, cậu rất tự tin vào chiêu thức đặc biệt của mình. Và chiêu thức đặc biệt đó là cài đen nhảy lên đầu Hogeta, còn Hogeta lại nhảy lên đầu Roy. Họ kết hợp theo nghĩa đen luôn. Tất cả mọi người không hiểu gì, thật là lố bịch. Nhưng mọi người nghĩ quá đơn giản. Roy ngửa cơ thể ra phía sau rồi tung Hogeta và cài đen lên cao, tiện đà bay lên. Hogeta sử dụng hoa lửa xuống dưới để tạo phản lực, từ đó bay thêm một tí khoảng cách với sàn thi đấu. Đạt đến độ cao giới hạn, cài đen sẽ tung cánh bay lên. Mà tôi cứ thấy sai sai, sao không luyện cho con cài đen bay thuần thục luôn đi? Dù gì nó cũng là Pokemon chim mà.
Hogeta rơi xuống sàn. Nó vẫn tiếp tục tấn công với hoa lửa, từ đó ép cho Cap phải nhảy lên né đòn. Từ trên cao, Kaiden đã hấp thụ đủ sức mạnh của gió. Nó sử dụng một đòn chớp điện cực mạnh lao xuống tấn công. Mọi người thấy vậy cũng rất bất ngờ. Không ngờ Roy lại có thể làm được đến mức này. Thấy đòn chớp điện rất mạnh, Cap lần đầu tiên sử dụng cú đâm sấm sét để kháng lại đòn tấn công. Hai chiêu thức hệ điện va chạm với nhau, từ đó triệt tiêu nhau. Mũ của Cap rơi xuống, Cap cười lên một cách thích thú. Từ phía dưới, Hogeta cắn trộm với tấn công trực diện, nhưng Cap lại dễ dàng né được. Hogeta và Kaiden cùng rơi xuống sàn, cả hai cùng mất khả năng chiến đấu. Tôi cũng đến à, không bị đánh gì luôn. Tự rơi xuống sàn, rồi tự lên bảng điểm số. Hài thật sự. Tuy vẫn nhận thất bại, nhưng chiêu thức kết hợp của Roy khá ghê. Mọi người lên tiếng khích lệ cậu. Một lúc sau, Roy cảm thấy hơi tiếc. Chỉ một chút nữa thôi là được rồi. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Nhưng Roy cũng không vì thế mà nản lòng. Cậu và hai mon của mình cùng hát say sưa. Lico quan sát từ xa cũng thấy vui cho Roy. Cuối cùng thì họ cũng đã hòa thuận với nhau. Đột nhiên Roy nhớ ra điều gì đó. Hình như lúc đó Cap đã bay lên trời thì phải. Bay thế này thì con Cap này phần trăm cao là học được Fly trong Terabyte rồi đấy. Trong khi đó trên Windex, Friedo và Cap đang luyện tập. Lúc đó Cap đã bị đánh bay mũ, nên trong một khoảnh khắc nó đang nghiêm túc. Friedo mỉm cười nhìn về phía Cap. Tập phim hôm nay đến đây cũng kết thúc. Nhận xét, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Chơi nơi nào cũng thế thôi. Ai cũng sẽ có nhiều Pokemon trong tổ đội. Mỗi mon mỗi tính cách, nên công việc của mỗi trainer là phải hòa hợp các thành viên trong team. Không những thế, còn phải kết hợp sức mạnh của chúng lại với nhau. Hôm nay Roy cũng thế. Cậu đã cố gắng để Kaiden và Hogeta hòa thuận với nhau. Cậu làm điều đó bằng cách huấn luyện một chiêu thức đặc biệt. Tuy chiêu thức này cũng ghê, nhưng vẫn không làm gì được Cap. Mà con Cap này tôi nhớ là nó từng hấp thụ cả sấm sét mà. Cột thu lôi là rõ, vậy thì sao phải ngán một chiêu thức hệ điện? Nhờ việc cùng nhau huấn luyện và cùng nhau chiến đấu, cuối cùng Kaiden và Hogeta đã dần chấp nhận đối phương. Chúng đã hòa thuận với nhau. Nhờ sự hòa thuận này, party của Roy chắc chắn sẽ tiến xa hơn nữa. Vậy là video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Bạn có cảm nghĩ gì khi xem xong video này? Hãy comment bên dưới để AD đặt like và mọi người cùng biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe để đón xem những video bổ ích về Pokemon trong thời gian sắp tới nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.